Tại những vùng lúa ba vụ ở đồng bằng sông Cửu Long, khoảng cách giữa hai vụ ngắn, thường không có đủ thời gian cho đất nghỉ. Làm thế nào để xử lý rơm rạ, nâng pH đất để tránh độc chất hữu cơ cho cây lúa ở đầu vụ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Như thường lệ, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi sau đây. Xuất khẩu chè sang Trung Quốc tăng mạnh trong 8 tháng năm 2024, đạt hơn 9.000 tấn, trị giá hơn 13 triệu đô la Mỹ, tăng 230% về lượng và tăng 107% về kim ngạch. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, nhu cầu nhập khẩu chè tại các thị trường lớn trên thế giới đang có xu hướng phục hồi, là tín hiệu tích cực để ngành chè Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Sau một thời gian dài có xu hướng giảm, giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng tăng liên tục trong những tháng gần đây. Theo Cục xuất nhập khẩu, trong tháng 8 vừa qua, giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam đạt mức bình quân 6.326 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,6% so với tháng 7 năm 2024 và tăng 14,8% so với tháng 8 năm 2023. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam tăng so với tháng trước đó, và là tháng thứ ba liên tiếp mà giá xuất khẩu hạt điều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian gần đây, người dân trồng khóm ở thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, Hậu Giang rất phấn khởi vì giá khóm cầu đúc đang ở mức cao. Hiện khóm loại 1, loại có trọng lượng từ 1 kg trở lên, được thương lái vào tận rẫy thu mua với giá dao động từ 14.000 đồng đến 15.000 đồng một trái. Mức giá này đang tăng từ 4.000 đến 5.000 đồng một trái so với cùng kỳ, là giá cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, thưa bà con, đối với cây lúa, kỹ thuật làm đất đầu vụ rất quan trọng. Làm đất tốt sẽ tránh cho hạt giống và cây lúa non khỏi bị ảnh hưởng xấu bởi những độc chất từ đất như là độc chất phèn, độc chất hữu cơ do rơm rạ chưa kịp phân hủy. Vậy làm thế nào để xử lý rơm rạ, nâng pH đất ở đầu vụ lúa? Đây là nội dung mà chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đốt rơm rạ trên đồng ngay sau khi thu hoạch lúa, một tập quán canh tác truyền thống lạc hậu, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường vẫn duy trì tại khắp các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, mùa vụ này tại vùng trồng lúa ba vụ của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, bà con trong mô hình canh tác lúa thông minh gắn với tăng trưởng xanh, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đã có cách xử lý rơm rạ hoàn toàn khác. Không đốt đồng, không lãng phí, chỉ tiết kiệm và hiệu quả. Đó là xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học đầu trâu bio canxi. Mới đầu tiên á thì như là nó dùi phân với mà gom nhiều cái nó dùi trà xới á, nó xới hay nó dùi mà không biết ảnh hưởng, không biết có nước vô nhiều, không biết có tới mà nó xạ rồi cái nó không biết có phình gom lên không, mình cũng sợ vậy, cũng hồi hộp cái một phần đó. Từ đó giờ là mình ưa bán gom, rồi với mình khi mình đốt đất rồi cái gom nó không có gom không, rồi cái nước vô nó không có phình lên vậy đó, cũng hồi hộp. Vậy mà sau đợt này sau vô nước không có phình lên, cũng là tại nó dùi xuống á, gom dày mịt luôn đó, mà vậy mà nó không có phình lên, không có thấy bị mà bị ngọt lộ đổ cơ. Cái xong xuôi cái tới xạ mà cái hà ông trời ông bị mưa nó dập nó hao, thấy ngang là đất không à chứ không còn thấy lúa, mấy cái ổ gò gò còn hà, tao nó chết mồ rồi, ai cũng thấy đất ai cũng xanh hết trơn của mình, sao còn đen thui, cũng hồi hộp ngủ không được luôn. Cái tới mà gãy phân đồ có mạ, cái mướn người ta dặm rồi dặm rồi cái sao mà nó phát lên nó ngang nó tân nó ngon hết biết luôn vậy, ai cũng mừng người ngang ta khen hết mừng ơi. Nhất là vùng lúa ba vụ, khoảng cách mùa vụ ngắn nên việc xử lý rơm rạ để tránh tình trạng ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn đầu vụ là khâu quan trọng. Mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và nhiều đơn vị đối tác ứng dụng tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao,
đưa ra giải pháp xử lý rơm rạ bằng chế phẩm biocanxi đã mang lại hiệu quả cao, giúp tăng pH đất từ 0.5 đến 1 độ, giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giúp giảm được lượng phân bón NPK 30%. Đồng thời, các vi sinh vật có trong biocanxi giúp thúc đẩy quá trình phân hủy rơm rạ nhanh chỉ trong khoảng 2 tuần sau khi bón, vì vậy tránh được tình trạng ngộ độc hữu cơ cho cây lúa. Màng trong mô hình là gom không cho đốt, chỉ lấy gom ra ngoài hoặc là cắt rồi vùi gom để xới xạ luôn, chứ không có cho bà con đốt gom. Thì đầu tiên cái mô hình này thì như mùa rồi á, thì người nông dân bằng dạng như bình thường, như cái phân vùi với cái phần vùi gom này á, là mới vụ này là đầu tiên. Hiệu quả nó là thấy đầu vụ là thay giờ đó mình không có xài phân gầu trâu mà phân cái phần hạ phèn với ngộ độc hữu cơ á, thì đầu vụ nó bị ngộ độc hữu cơ, lá lúa nó hơi vàng. Còn xài phân này thì lá lúa nó không có, cỡ như là không có ngộ độc hữu cơ, mà cái lúa nó cứng cát, nó đỡ bệnh hơn. Thì cái năng suất hồi nãy là cắt 3.000 mét vuông bánh á, là năng suất là thì chính xác hồi nãy đó căng lường để cho bên công ty bán nó là mẫu 8 tấn đó, là gắt trúng luôn, cho nó quá trúng như tập quán bên ngoài. Thì bà con mà bên ngoài bữa nay thì cái giá nằm như OM18 này là 700 à, 700 ở trong ngoài 800 là dữ rồi. Còn đây là mình mặn trắng trên trắng à, tầm lớn á, trên 1.000 kg. Đối với canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long thì nó có một số cái vấn đề từ đất, trong đó nó có những cái vấn đề nổi bật. Thứ nhất là chúng ta canh tác trên cái nền đất phèn thì pH thường thấp. Mà pH thấp thì thứ nhất là nó có thể gây ngộ độc rễ. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái hiệu suất sử dụng của các cái dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố khoáng đa lượng ở trong đất. Do đó thì nó cần phải có những cái giải pháp để xử lý. Một cái vấn đề khác của canh tác lúa đó là cái ngộ độc hữu cơ. Do chúng ta không có cái thời gian nghỉ giữa hai vụ dài, do đó thì rơm rạ khi chúng ta vùi trong đất nó có thể nó gây độc cho bộ rễ lúa. Thì để cải thiện vấn đề này thì chúng ta có thể áp dụng nhiều biện pháp, nhưng mà một trong những cái biện pháp mà hiện nay Bình Điền đã thí nghiệm và chúng tôi đang chuẩn bị đưa ra thị trường, đó là cái sản phẩm đầu trâu biocanxi. Thì thành phần chủ yếu của nó là canxi và magie với cái tỷ lệ khá là phù hợp cho đất canh tác lúa đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai nữa là trong cái thành phần này thì có bổ sung cái hệ thống các cái vi sinh vật, đặc biệt là cái nhóm vi sinh vật xử lý cái cellulose ở trong canh tác lúa. Do vậy thì khi chúng ta bón cái đầu trâu biocanxi thì chúng ta sẽ giúp thứ nhất là cho pH lúa nó tăng lên. Các cái thí nghiệm và các mô hình trình diễn khi chúng tôi áp dụng cái lượng bón khoảng 150 kg trong 1 hecta thì thấy rằng là pH có thể tăng lên 0.5 đến 1 độ. Do đó thì đối với các cái điều kiện lúa ở pH khoảng 4 đến 4.5 mà khi chúng ta bón vào thì thấy là cái pH lúa, đất lúa nó tăng lên rất là tốt. Từ đó thì nó làm tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón. Và thực tế thì chúng ta ở các mô hình thì chúng ta thấy rằng là kết hợp bón biocanxi thì cái lượng phân bón NPK giảm được khoảng 30%. Chỉ cần cung cấp khoảng 60 đến 70 đạm thì nó đã rất là tốt rồi. Cây lúa phát triển sinh trưởng tốt và nó đạt năng suất rất là tốt. Cái thứ hai nữa là trong thành phần của biocanxi này có cái hệ thống các vi sinh vật. Các vi sinh vật này thì nó sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy cái cellulose trong của các cái rơm rạ. Do đó thì nếu mà chúng ta bón sớm, chúng ta kết hợp cài xới để cho thứ nhất là các cái gốc rạ và rơm nó băm nó dập ra, thì trong cái điều kiện mà thoáng khí khoảng chừng 3 tuần. Một số vùng thì chúng tôi chỉ thực hiện trong vòng khoảng 2 tuần thì cái tỷ lệ phân hủy cellulose đã rất tốt rồi, nó giảm được cái lượng axit hữu cơ ở giai đoạn 20 đến 25 ngày. Vì vậy thì cái bộ rễ lúa có điều kiện phát triển khỏe, nảy chồi tốt, từ đó nó làm cho nó đảm bảo cái mật số chồi và cái cây lúa nó hấp thu dinh dưỡng nó tốt hơn. Canh tác lúa để đạt hiệu quả cao cần áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác lúa thông minh. Đối với xử lý rơm rạ đầu vụ, các nhà khoa học khuyến cáo bà con nên chọn giải pháp hiệu quả thay cho việc đốt rơm, bởi đốt rơm sau khi thu hoạch sẽ làm mất chất dinh dưỡng của đất, đốt nhiều lần và lâu dài sẽ làm cho đất biến chất và trở nên chai cứng, tiêu diệt các loại côn trùng có ích, góp phần làm mất cân bằng sinh thái ruộng lúa, một trong những nguyên nhân gây bùng phát sâu bệnh trên đồng ruộng, buộc bà con nông dân phải sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ, khiến chi phí sản xuất lúa tăng cao. Thì cái việc mà chúng ta đốt rơm rạ trên đồng ruộng thì nó có cái tác hại, thứ nhất là khi mà chúng ta đốt rơm rạ thì nó sẽ gây cái ô nhiễm môi trường, nó phát thải cái khí CO2. Cái thứ hai đó là chúng ta khi đốt như vậy thì toàn bộ cái dinh dưỡng nó bị mất đi, chúng ta không có sử dụng lại được. Cái thứ ba đó là khi chúng ta đốt như vậy thì chúng ta sẽ giết đi các cái vi sinh vật có ích trên đồng ruộng, nó làm cho cái bề mặt đất nó bị thối quá đi, là bởi vì nó giết các cái vi sinh vật có ích. Đối với các cái vùng mà bà con sau khi thu hoạch đó, thì những cái vùng nào mà chúng ta
thu hoạch trong cái điều kiện mà khô ráo, có doanh nghiệp thu mua gom gã được thì chúng ta cố gắng chúng ta liên hệ chúng ta bán phần gom đó. Phần còn lại của gốc gã đó là chúng ta phun các cái chế phẩm phân hủy gom gã nhanh để chúng ta làm sao để cho cái gom gã này nó sẽ là phân hủy sớm chừng nào tốt chừng đấy, kết hợp với chúng ta cày xới để cho cái quá trình gom gã nó nhanh phân hủy. Đối với các cái vùng mà buôn bán gom không được thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng phun các cái chế phẩm này càng sớm càng tốt để cho các cái vi sinh vật này nó sẽ phân hủy nó nhanh hơn. Trong này thì nó có một cái giải pháp, đó là chúng ta sử dụng cái sản phẩm là bio canxi để chúng ta cày vùi để giúp cho cái quá trình phân hủy gom gạ nhanh hơn, để nó giảm bớt cái việc ngộ độc hữu cơ và trả lại dinh dưỡng cho đất. Như vậy thì cái quá trình cày vùi này thì nó trong cái điều kiện khô thì nó cũng không có phát thải ra cái khí methane để gây ra cái hiệu ứng nhà kính, và nó sẽ cung cấp lại dinh dưỡng cho đất, làm giảm cái phân bón. Hiện nay cái đất đồng bằng sông Cửu Long thì hữu cơ nó rất là dồi dào, nhưng mà cây trồng không có sử dụng được là lý do là nó ở tình trạng bất hoạt. Thì cái quá trình mà chúng ta sử dụng các cái bio canxi, nghĩa là các cái vi sinh vật này, để giúp cho cái quá trình mà bổ sung các vi sinh vật này nó cũng sẽ giúp ích cho cái việc mà cải tạo các cái hữu cơ này từ cái dạng mà hữu cơ là hữu dụng, nó sẽ được phát huy cái hiệu quả tốt hơn để giúp cho cây trồng sử dụng tốt hơn. Theo các nhà khoa học, xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học giúp tăng hiệu quả canh tác. Trong đó, phân bón đầu trâu bio canxi gồm các thành phần quan trọng là canxi 17%, magie 3%, kẽm thông minh, đặc biệt được bổ sung hệ thống vi sinh vật có ích gọi chung là bio, gồm vi sinh vật phân giải phốt pho khó tan, vi sinh vật phân giải cellulo, vi sinh vật cố định nitơ đạm, được đưa vào bón lót đầu vụ. Xử lý rơm rạ bằng đầu trâu bio canxi giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ trong 2-3 tuần, tăng pH đất trung bình từ 0.5 đến 1 độ, giúp giải quyết cùng một lúc hai vấn đề ngộ độc hữu cơ và ngộ độc phèn, cân bằng dinh dưỡng đất, cây ra rễ nhanh, đẻ nhánh khỏe. Thưa quý vị, thưa bà con, như thường lệ, tiếp sau phần tư vấn của chuyên gia sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Theo cái hình ảnh mà phía nông hộ thấy ở trên vườn cũng như là phóng sự, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cây hồ tiêu đang bị bệnh do nấm phytophthora ra, và nấm này nó gây hại trên lá, có những cái vết màu đen ướt, và trên vườn thì cũng có rải rác những cái lá bị gọi nấm colletotrichum, còn gọi là bệnh thám thư, nhưng triệu chứng do bệnh phytophthora ra trên lá là phổ biến và thể hiện các cái đầu lá non thì nó bị gọi là có biểu hiện là thiếu dinh dưỡng, lá nó vàng, nó yếu, và các cái đầu ngọn thì hầu như là chúng ta sẽ thấy rằng là không còn nữa. Thì nếu như đó là bà con quan sát trên cái cây, còn nếu như chúng ta quan sát ở cái vùng hề rễ của cây hồ tiêu, ở cái phần gọi là mép tán cây hồ tiêu, thì khi bà con bới lên ở cái vùng rễ tơ thì bà con sẽ thấy các cái đầu rễ tơ nó bị thối, và có thể là nó có bị u sưng hay là có những cái vết chích. Thì nguyên nhân vết chích này hay là u sưng là tuyến trùng, và tuyến trùng sẽ tấn công trước, mở đường cho nấm phytophthora xâm nhập vào. Nhưng cũng có những cái trường hợp là rễ cây do cái phytop nó có thể tấn công trực tiếp. Bà con cũng lưu ý rằng là cái kỹ thuật ở đây á, thì chúng ta phải quan tâm đến việc là chăm sóc cây một cách hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật, là bằng cách là tạo cái sinh trưởng cho cây nó tốt, bằng cách là chúng ta sẽ là quản lý cái cây trụ sống, là đầu tiên là râm tỉa hợp lý vào mùa mưa. Còn mùa khô thì chúng ta sẽ thấy chúng ta nuôi, nhưng mà chúng ta phải giữ được ít nhất 2 đến 3 cái chồi ở phía trên để tránh làm khô cái trụ sống. Và tiếp theo nữa thì chúng ta quản lý cái cỏ dại trên vườn cây một cách là phù hợp
với cái sinh trưởng của cây hồ tiêu là quản lý giữa hai hàng và duy trì ở độ cao 40-50 cm thì chúng ta cắt bỏ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ là quản lý phân hữu cơ bằng cách là cung cấp định kỳ 1-2 lần trên năm tùy thuộc vào cái gọi là sinh trưởng của cây hồ tiêu. Tiếp theo thì bổ sung các cái loại phân bón NPK phù hợp với từng cái giai đoạn sinh trưởng, năng suất, và nếu có điều kiện thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là chúng ta nên lấy mẫu phân tích đất từ vào đầu mùa mưa, đầu mùa khô, từ trong mùa khô để chúng ta có thể là bón phân theo cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng như năng suất. Tiếp theo nữa thì bà con cũng quan tâm đến việc là duy trì bảo vệ đất bằng cách là chúng ta sẽ là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, cung cấp các cái chế phẩm vi sinh vật có ích, ví dụ như Trichoderma kết hợp với phân hữu cơ để tăng cái mật số lên. Và một cái điều quan trọng ở đây là nếu như có dịch hại nguy hiểm đến cây, cụ thể là nấm phytop, thì bà con lưu ý rằng là chúng ta sử dụng thuốc trong cái bộ thuốc cho phép trên cây hồ tiêu, và chú ý rằng là bảo đảm cái thời gian cách ly để sau này nó không để lại cái dư lượng trong cái sản phẩm hồ tiêu mà khi chúng ta thu hoạch cung cấp cho thị trường. Vừa qua tôi có tham gia chương trình tổng kết mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp tại Đồng Tháp. Tôi có nghe về phân bón bio canxi giúp xử lý gom gạ đầu vụ, lúa không bị ngộ độc hữu cơ. Nhờ chương trình tư vấn giúp tôi cách sử dụng phân bón này, xin cảm ơn. Giải đáp câu hỏi tuần trước, bệnh tháng thư trên cây hồ tiêu do nấm Coletotrichum gliosporioi gây ra. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Trung Hiếu, tỉnh Ninh Thuận đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, phân bón đầu trâu bio canxi của công ty cổ phần phân bón Bình Điền có tác dụng gì? A. Cung cấp canxi, tăng pH đất. B. Phân hủy rơm rạ. C. Cả A và B đều đúng. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Đến đây thời lượng chương trình Canh tác thông minh xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9avonggmail.com hoặc canh tác thông minh avongbinhdien.com hoặc cũng có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong mùa mưa, trái táo thường kém ngọt. Ở giai đoạn nuôi trái, nhà vườn cần cung cấp dưỡng chất gì để trái ngọt ngon, vỏ bóng sáng? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 6 tháng 10 năm 2024. Với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.